Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel và mình là Chị Đèo Game đây. Thì hôm nay là clip làm để kỷ niệm anh Chích nha anh em. Để nói chung là làm kỷ niệm cho vui thôi. Thì mình sẽ sâu qua đồ anh Chích nhá. Thì đây là đồ và đá, bí kiếp các thứ rất là nhiều anh em ơi. Đối với một laptop rất là nhiều. Và vũ khí này, anh em thấy không, quá kinh khủng. Tới áo thì HP Max thì viên đá cam 12k. Nhẫn thì cũng ATK 1k rưỡi. Rất là kinh khủng anh em ơi. Đây, giảm sát thương 1k rưỡi. 3 món cam. Đây là 2 món đỏ 1 món cam nha anh em. Wow. Và đây cũng là 2 món đỏ 1 món cam. Về lực chiến thì anh ấy HP Max đang 350k đấy. ATK thì 69k. Các đam kiếm, đam nỏ, đam quạt, đam đao, tất cả các thứ đều rất là cao. Về cái cảnh giới thì anh ấy đã mắc rồi anh em ạ. Và chỉ cần chờ úp cấp tiếp là có thể úp được đồ tiếp nha anh em. Anh em thấy một áp top có thế nào? Có kinh khủng lắm không? Đây, về hồn, thú hồn thì anh ấy cũng có rất là nhiều viên thú rồi. 60 lên anh em nhé, 60 điểm trở lên. Như thế này thì không bá đào thì ai bá đào này anh em. Ác này là ác bá đào toàn server đấy anh em ơi. Về thú cưỡi thì đây đang có được ba em cute, rất là cute. Và chuẩn bị anh ấy rước thêm cái con kỳ lân về, cái con tuần lộc về. Đây anh em, cho anh em xem lại đây. Về áo quân thì anh ấy hầu như các trang phục đều có. Anh em thấy khi mà nọ trai không? Thì anh ấy đều có hết đấy anh em. Anh em thấy kinh khủng không? Cả trang phục ATK 857 anh ấy cũng hoặc thì luôn. Đa số hầu như là có hết anh em nhé. Đồ thì hầu như là có hết. Đây là bộ áo quần mình thấy là đẹp nhất anh em. Cái tiêu này thì anh ấy hình như không có sắm full. Không có anh em nhé. Về pet thì anh ấy đang dùng 2 con pet thường, rất là cùi bắp so với đẳng cấp của anh ấy. Hai con bét này đáng lý thay ra hai con bét hồ ly với lại cái con chim tiểu loan gì đó thì ngon anh em nhỉ. Thì đẹp luôn. Về thân cơ cát thì hôm nay anh ấy chưa đi. Nhưng mà điểm anh ấy đang rất là cao, 67k, anh ấy chưa đổi gì hết. Đấy, anh em thấy không? Ác top người ta là thế đấy. Một cái ác gọi là kỷ niệm. Tương Dương Thành thì anh ấy đang ở 183 và đang đứng thứ 5 dưới những bảng H, chứ không phải là anh ấy không có top nha anh em. Về rượu thì anh ấy hầu như là gần full hết rồi, anh em thấy không? Lực chiến mà 166k, ATK 11k, HP Max 45k, điểm duyên là 1.600 điểm. Gần như là full hết anh em ạ. Anh em đấy, anh em đam nọ này, đam quạt này, giảm đàn rất là cao luôn anh em ơi. Và tiếp theo mình sẽ vào cái túi thẻ coi sao. Đây, túi thẻ anh ấy rất là nhiều luôn. Tím rất là nhiều nha anh em. Anh ấy hàng ngày mở nhưng mà vẫn không ra được những thứ mình cần. Mình sẽ vào các cái từng hạng mục thẻ coi sao. Thẻ đỏ này. Đấy, thẻ đỏ anh ấy đang có 7 con. Thẻ cam thì đếm không nổi. Thẻ tím thì càng đếm không nổi anh em ạ. Đấy, review cho anh em xem người ta top thì sẽ như thế nào. Đây, về môn phái thì anh ấy đang có điểm cống hiến 74k anh em ạ, chứ không phải đùa đâu, đủ dư sức để vào tất cả các môn phái luôn. Công pháp thì anh ấy là học full hết rồi. Một ngày ước gì một ngày làm đại gia như anh ấy. Đây, về tuyệt học thì hầu như anh ấy đã full hết rồi nha anh em, không còn gì nữa đâu. Tất cả các bí kiếp này, tất cả các chiêu thức này anh ấy đều sở hữu hết. À, có cái kim thiền tiền cổ này vui ta, à thì lệ chống đỡ. Đây, tiêu giao quyết. Đấy, anh em nào muốn theo đường nào thì vào coi. Tất cả các skill của những cái skill này. Đấy, anh em thích đường nào thì anh em coi đường đó. Hoặc bí kiếp đồ các kiểu full hết anh em ạ. Không có gì đâu, không có gì là không có. Đây hưng tân nọ quyết mình thấy và choáng ngợp luôn anh em ơi. Để bí kiếp thì anh ấy hầu như full hết, không có gì để bằng anh em ạ. Đó là một số review của mình
để cho anh em xem, để anh em có thể biết được app top thì sẽ như thế nào thôi, chứ cũng không có gì nha anh em. Với lại làm cái clip này để tặng anh Chít làm kỷ niệm nha. Thì chúc anh Chít trong con đường mới thì trên cái con đường mới thì thành công nhiều hơn, phát triển được sự nghiệp mình hơn và tìm được cái tựa game mà mình thích hơn. Thì anh em nào muốn mình làm một clip gì đó làm kỷ niệm để đăng lên YouTube thì có thể inbox mình, nhưng mình chỉ làm những app top thôi nhé. Còn những anh em bình thường thì mình chắc là mình không thể làm được, vì đăng lên thì sẽ có rất nhiều ý kiến phản hồi. Thì đến đây mình cũng xin kết thúc clip, thì anh em có thể xem tiếp clip nhé. Thì anh em thấy hay thì nhớ đăng ký, like, share giúp mình để có thể xem được nhiều video tiếp theo anh em nhé.